Mình sẽ so sánh giữa ba cái thiết bị sao cạc đi để livestream mà mình thường hay dùng để livestream, thì cái này mới, cái này mà chật, lý do mình không thích là thứ nhất là chật chội quá, ok mình không thích cái này, nhưng mà bởi vì để cho nó nhìn nó professional chứ nhìn nó đẹp đẹp thì thiết kế của nó khá là đẹp và có rất là nhiều chức năng, thì cái này gọi là Rodecaster Duo, nó có hai cái microphone thôi, một và hai, một và hai ha. Cái này có một cái USB-C, một cái sạc Thunderbolt USB-C luôn, và một cái dây internet và một cái thẻ nhớ đi vô. Headphone out, cái hai channel out cho lo kiểm âm, một hai headphone hai channel luôn, hai channel headphone, thì gần như đây là một thiết bị studio đó, có thể ghi âm luôn tại chỗ, có thể ghi âm cho các sản phẩm âm nhạc luôn á. Thì đây là bốn cái chức năng, gồm có nghe, lo, tắt tiếng. Đây đây là cái Rode. Tiếp theo nữa là hôm nay mình sẽ so sánh với là cái zoom này, Zoom Podcast P4. Cái này mình xài 3 năm mấy rồi, rất là thích cái này, rất là gọn. Nó có hai cục pin đây nữa, mình có thể đi bất cứ đâu, và cái này chỉ cần bấm một nút là có thể record audio, và nó có bốn cái channel ra. Cái này có chức năng gọi phone vô luôn, gọi phone vô là chuyển vô thẳng trong đây, thì mình thích cái này lắm. Và ở trên bàn mà nhanh gọn lẹ là mình có một cái cast audio, cái này xài rất là ok, ghế được một cái nhà thiết kế ở Mỹ, giá cái này thì cực kỳ rẻ, dễ chịu luôn. Cái này thì nó có hai microphone vô nè, hai microphone vô, một cái hai microphone và một cái out rao computer, ok. Cái này là 48V phantom power và out ra ngoài loa hai channel luôn, left and right. Ok, hôm nay mình sẽ so sánh giữa ba cái thiết bị sao cạc đi để livestream mà mình thường hay dùng để livestream, thì cái này mới, cái này mà chật, lý do mình không thích là thứ nhất là chật chội quá, ok mình không thích cái này, nhưng mà bởi vì để cho nó nhìn nó professional chứ nhìn nó đẹp đẹp, thì thiết kế của nó khá là đẹp và có rất là nhiều chức năng, thì cái này gọi là Rodecaster Duo, nó có hai cái microphone thôi, một và hai, một và hai ha. Cái này có một cái USB-C, một cái sạc Thunderbolt USB-C luôn, và một cái dây internet và một cái thẻ nhớ đi vô. Headphone out, cái hai channel out cho lo kiểm âm, một hai headphone hai channel luôn, hai channel headphone, thì gần như đây là một thiết bị studio đó, có thể ghi âm luôn tại chỗ, có thể ghi âm cho các sản phẩm âm nhạc luôn á. Thì đây là bốn cái chức năng, gồm có nghe, lo, tắt tiếng. Đây đây là cái Rode. Tiếp theo nữa là hôm nay mình sẽ so sánh với là cái zoom này, Zoom Podcast P4. Cái này mình xài 3 năm mấy rồi, rất là thích cái này, rất là gọn. Nó có hai cái cục pin đây nữa, mình có thể đi bất cứ đâu, và cái này chỉ cần bấm một nút là có thể record audio, và nó có bốn cái channel ra. Cái này có chức năng gọi phone vô luôn, gọi phone vô là chuyển vô thẳng trong đây, thì mình thích cái này lắm. Và ở trên bàn mà nhanh gọn lẹ là mình có một cái cast audio, cái này xài rất là ok, ghế được một cái nhà thiết kế ở Mỹ, giá cái này thì cực kỳ rẻ, dễ chịu luôn. Cái này thì nó có hai microphone vô nè, đó, và một cái out rao computer, ok. Cái này là 48V phantom power và out ra ngoài loa hai channel luôn, left and right. Ok rồi nha. Đây là cái độ cắm điện của nó nha. Ghim vô lỗ này. Sau đó cho hai cái microphone xịn sò vô. Đây là hai cái microphone nha. Ok rồi nha. Đây là cái độ cắm điện của nó nha. Ghim vô lỗ này. Cho hai cái microphone xịn sò vô. Ok. Đây. Rồi, đây là hai cái microphone xịn sò vô. Đây. Đây hai cái microphone nhé. Rồi, phần mềm chạy một chút xíu lên, bắt đầu lên đèn nghe. Thì đây là hai cái microphone. Bây giờ cái microphone số 1. Đây là microphone số 1 bên hướng bên này ha. Đây là microphone số 2. 1 số 2. Đây là microphone số 1, ok. Đây là microphone số 2.
Đây có music bed để dành cho bật nhạc lên. Đây có up loud. Đây có crickets. Đây có record. Đây có rất là nhiều chức năng. Ok. Đây có một nút, hai nút cho từng cái chức năng tương ứng trên màn hình. 3 nút, 4 nút, ok, 5 nút, 6 nút. Rồi, ở đây có rất là nhiều cái chức năng. Có tổng cộng 4 cái chức năng để đưa hết những cái kỹ thuật kỹ xảo lên cho nó. Ok. Đây là nút tăng giảm, tắt tiếng là up ở đây cũng được. Và ở đây nó sẽ hiện lên là hai cái loại microphone. Đây là nó cho mình biết đang xài microphone gì luôn. Ghê thiệt. Ví dụ như nó cho mình biết là đang xài SM7B. Ồ, cái này nó có khả năng kết nối cho nhiều cái loại microphone khác nhau mà mình có thể tùy chỉnh chọn được luôn. Ok. Cái này là Bluetooth. Bluetooth. Đây. Đại khái là nó có tất cả đầy đủ những cái tính năng mà cho các bạn chọn được ở trên nhiều lắm. Thí dụ như bạn chọn này, màn hình này touch được luôn nha, màn hình touch luôn. Alo, đó. À, cái này thì nó, cái nút này nó cho mình biết là phải bật Phantom Power On, tức là bật nguồn 48V On hoặc là 48V Off. Đây là những cái chức năng để ra headphone. Thì này là 4 cái chức năng ra headphone. Nói chung là đây là một cái thiết bị professional mà gần như là chỉ cần những cái phòng thâu là chỉ cần như vậy là đủ thâu nhạc rồi đó. Thì họ có cho mình tùy chỉnh rất là NT1 nè, Procaster microphone của thằng Rode nè. Ok. Và thậm chí là bạn có thể wireless với lại cái thằng không dây luôn. Có thể kết nối cả đàn, điện, các thứ. Nó tự động on hay off cái 48V Phantom Power luôn. Khá là đẹp, khá là xịn sò ha. Cái này là khoảng cái này 500 đô hả em? Cái Procaster Duo này 500 đô hả? Yes or no? Ngày hai cái microphone này một cái 300 mấy đô nữa, gần 300 đô nữa. Phần mềm chạy một chút xíu lên, bắt đầu lên đèn nghe. Thì đây là hai cái microphone. Đây là microphone số 1. Ok. Đây là microphone số 2. Đây có music bed để dành cho bật nhạc lên. Đây có up loud. Đây có crickets. Đây có record. Rất là nhiều chức năng. Ok. Đây có một nút, hai nút cho từng cái chức năng tương ứng trên màn hình. 3 nút, 4 nút. Ok. 5 nút. Rồi. Ở đây có rất là nhiều cái chức năng. 4, có tổng cộng 4 cái chức năng để đưa hết những cái kỹ thuật kỹ xảo lên cho nó. Ok. Đây là nút tăng giảm, tắt tiếng hoặc là up ở đây cũng được. Và ở đây nó sẽ hiện lên là hai cái loại microphone. Đây là nó cho mình biết đang xài microphone gì luôn, ghê thiệt. Ví dụ như nó cho mình biết là đang xài SM7B. Ồ, cái này nó có khả năng kết nối cho nhiều cái loại microphone khác nhau mà mình có thể tùy chỉnh chọn được luôn. Ok. Cái này là Bluetooth. Bluetooth. Đây. Đại khái là nó có tất cả đầy đủ những cái tính năng mà cho các bạn chọn được ở trên. Cái này thì nó, nút này nó cho mình biết là phải bật Phantom Power On, tức là bật nguồn 48V On hoặc là 48V Off. Professional mà gần như là chỉ cần những cái phòng thâu là chỉ cần như vậy là đủ thâu nhạc rồi đó. Thì họ có cho mình tùy chỉnh rất là NT1 nè, Procaster microphone của thằng Rode nè. Và thậm chí là bạn có thể wireless với lại cái thằng không dây luôn. Có thể kết nối cả đàn, điện, các thứ. Ngày hai cái microphone này một cái 300 mấy đô nữa, gần 300 đô nữa. Ok, như vậy là trong cái, mặc dù là trong cái mùa on sale thì cái Rodecaster Duo này 485 đô nha mọi người nha, 485 đô. Và cái microphone SM7B này giá của nó rất là rẻ, có 359 đô hai cái 359 đô cộng với 359 đô và cộng với lại SM7B, cái Procaster Duo. Thì cái Rode
Caster Duo này 485 đô nha mọi người nha, 485 đô. À, hai cái 359 đô cộng với 359 đô và cộng với lại cái SM7B. Cái Procaster Duo Rose Caster Duo giá 400 mấy nữa đó các bạn ơi. Rocast 485 đô nữa. 485 đô nữa. Nhưng mà cho livestream for YouTube thì mình rất là thích cái này. Bốn lỗ, bốn cái mic. Có thể mời được bốn khách mời và âm thanh nó đủ tốt cho YouTube. Podcast before. Mình rất là thích cái này. Cái này kết hợp với một cái soaking mic nữa, mình có thể record on the field, mình cầm như vậy, mình có thể recording. Rồi ở trên livestream của mình đó, thì mình có thể nhét vô bốn cái microphone, bốn cái cho bốn bốn người khách mời. Thì mình thích cái microphone này nhỏ gọn mà có thể dùng được mọi thứ. Và ở cái nhà mình thì mình cái phòng mình không phải là phòng cách âm, cái studio này không phải phòng cách âm, cho nên cái microphone này nó chỉ pick up cái âm thanh ngay ngay trước đây thôi. Cho nên là cái này là một cái lựa chọn mà mình cảm thấy là gần như là gần đủ cho mình. Âm thanh cái này gọi là tạm ổn, khá là ổn, và giá thì chưa tới nửa giá của con kia nhưng mà build rất là chắc nha. Đó. Trong này có thể nhớ nè, và hai nguồn cộng với hai cái pin thì đây là cái mình thích nhất, nhỏ gọn, tại mình thích nhỏ gọn thôi. Còn đương nhiên ngàn kia nó nhiều chức năng hơn á, nó cả có cả chức năng không dây nữa để chuyển đổi nữa, thì cái này là mình thích nhất. Nhưng mà cái này thì giá cũng hơi rác, trăm mấy chục đô, 140 đô cộng với một cái mic 100 mấy chục đô nữa. Tuy nhiên là bạn có thể chọn những cái mic rẻ tiền hơn cho podcast nha. Rồi cái option cuối cùng nữa là ở Mỹ á, thì các bạn đi, các bạn có thể kiếm cái hiệu này ghê. À, không tệ lắm, không tệ lắm, vừa đủ cho có thể thâu nhạc, cho có thể thâu thâu nhạc, hay là dùng livestream, thì gần như là 80% livestream ở nhà trong cái bàn computer là mình dùng cái này, mình dùng cái này. Cái này nó có một cái nhược điểm là không có màn hình gì hết, nó chỉ nếu mà nhảy lên cao quá thì đèn nó lên trên đây nha. Thì cái này thì xài nó cũng đơn giản lắm thôi, ngày cũng xài đơn giản lắm, cắm microphone vô đây, ok, bật phantom power lên hoặc là up phantom power tùy theo. Đó. Thì mình hay sử dụng cái này để livestream cho các bạn xem, mà cái này mình thường dùng để backup, mình dùng nó giống như là một cái sound card. Thì ở ba cái phân khúc thì mình set up là ba cái hệ thống âm thanh khác nhau, một cái ở phòng studio lớn với ánh sáng đầy đủ, cách âm đầy đủ thì mình xài cái bộ mắc tiền kia. Còn cái này mình hay dùng ở đây, các bạn thấy mình lâu lâu mình hay ngồi ở phòng khách này thì mình dùng cái này. Nhưng mà ở ở trong một cái góc quay khác trong phòng của mình á, nhiều lúc mình tiện đâu làm đó đó thì là mình hay dùng cái này. Mình hay dùng cái mic này. Thì với lại cái sao card này, sao card gọi là CAD. Very high recommend luôn. Không biết là trên Amazon nó bán bao nhiêu nhưng mà bữa mình mua là 60 đô. Với lại cái microphone 120 đô. Âm thanh nó cũng tùy theo cái cách bạn sử dụng cái microphone nữa. Ở cái microphone này thì thường là khoảng từ đây tới đây nó sẽ pick up âm thanh rất là tốt. Tuy nhiên thì tùy theo cái giọng người ta, các bạn thấy rapper hay nói chuyện như ở ở gì để cho nó bị bớt cái effect ghê, hoặc là ca sĩ họ hay hát gì và ở những nốt trầm này họ hay kéo tới microphone. Tức là không phải là bạn bạn có tiền mà mua cái microphone 400 đô là âm thanh nó tốt đâu. Tùy theo cái chất giọng của mỗi người, mà cái người chỉnh máy á, họ chỉnh cái tần số cho nó đúng và họ để cái microphone cho nó đúng. Như mà mình có một số complaint là một số mà interview một số bác á, mà mình không có
chủ động mình đưa cho các bác cầm microphone, các bác cầm gì. Đó là bạn hỏi mình, có nhiều bạn trẻ hỏi mình anh xài audio gì, microphone gì, thì mình trả lời luôn, mình xài 90% công việc của mình là mình xài CAD và Zoom, PopChat before và cái microphone này. Ok, tại vì mình không có sử dụng ở cái dạng giống như là phòng thu. Còn những nếu mà ở một cái dạng phòng thu và cách âm, cần phải cách âm tốt để dạng mà thu chất lượng cao âm nhạc thì cần phải nhiều đầu tư lắm. Rồi hỏi room của bạn không bị effect âm thanh dội, rồi cách âm, rồi cái microphone, độ nhạy của microphone để cho ra chất lượng âm thanh tốt nhất của ca sĩ đang hát. Thì đi đâu mình cũng mang theo hai cái đùi gà này. Dạ, hai cái đùi gà này là phải nói là sản phẩm cực kỳ nồi đồng cối đá của thằng Suốt. Thằng Suốt này thì chất lượng mình nghĩ nó không có thua kém gì thằng SM7 400 đô kia đâu, như lúc trước đâu, mà bởi vì thằng này nó không có built in cái amply ở trong cái microphone. Thằng kia thì cái tiếng nó không biết nữa, tùy cái âm thanh độ nhạy của mọi người. Nhưng mà để mà thấy được cái sự khác biệt giữa cái microphone này và cái dàn âm thanh đắt tiền đó, là đòi hỏi quý vị phải nghe headphone nha. Bỏ headphone vô thì ai mà đi nghe cái tiếng podcast mà nghe headphone, trừ những cái podcast mà dạng giống như là chuyện đọc, thì đó chuyện đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn rồi, hay là chuyện đêm khuya thì bà con nghe headphone cho nó chất lượng, chứ microphone này là vừa đủ nha. Rồi thì đó là những cái chia sẻ kinh nghiệm về âm thanh cho quý vị. Về nếu quý vị thích thì ngày mai mình sẽ tới cái phần là camera. Mình đang có 4 cái camera đang nằm ở kia, mai sẽ giới thiệu cái phần camera. Video này mình shoot bằng cái này là gì quên rồi. Camera này và camera gì mình quên luôn rồi. Ok, ZV-1, camera này là ZV-1 Mark II. Ok, ZV-1 Mark II, shot ở Adlock 2, Cineton, Cinematic nha. Ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người trong cái video vui vui của hôm nay.